Tôi bố sẽ đi sửa hoa chị nhé. Thì nó cũng có tiền thang hồ của tôi. Thì có thể xuống đấy. Thank you.
quay xong rồi giờ vợ ở nhà thì nhà ông bố quá mẹ mới lâu thì cứ giờ vợ lão ở chẳng ông mất công đau được kia từ ngủ mấy con ngủ ăn mấy con ăn luôn đi với chị mấy con đi luôn lâu kính rồi hồi lâu kính ngắn này ngủ mình phải nói kính nhớp với ta thôi sáng tao đi đi mà lâu kính mẹ em thấy phải ba em thấy con không có ai chịu mà tổng thống không có ai chịu vì không ai thăng
tới sập. Thank you.
cái sợ xương rồi. Sợ xương ơi, cái gì? Sợ xương rồi, sợ xương rồi, sợ xương rồi, sợ xương
Thôi mất đi. Như sao khử đó. Cái bây giờ không mình phải đang lại lại chứ không người không người bây giờ vừa còn đẹp 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 đóng cần lại rất đẹp lý ngon đẹp nhiều bỏ hơn một sản Vâng. Cái phẩm thế cái gì đâu vậy? Mà tâm cũng chờ. Ông bộ con nói đâu tao? Thế nó không? Ừ, con nói là tắm lại gì? Thì con nói nó tắm lại chứ gì nữa vậy? Thì con bảo con nói luôn. Hôm qua em chưa tắm. Ừ. Tại giữa mẹ người nhà buồn ngủ quá ngủ luôn lại giờ tối lại tập truyền thống ai thì về cửa cổng thì mở cái nhà thì cáo một cửa thì ra mình quá quá giận đúng vào thì môi nó sẽ môi khôi sống đi vào thì đi tập về mùa này rất thích đóng đóng thì hết lại rồi chốt lại rồi không cho vào hôm qua có đi tập quá đi làm người ta ô thế thôi tao khách vào thế nhá bà này á cái khách kinh khủng luôn á thì đứa đơ cũng không mất thành ngô ngô đấy là ghê thiệt luôn á khách hai khách đang gội mới gội luôn nha sắp xong rồi thế là trời ơi trong đầu ấy lúc đó trời ơi để tôi coi cái bà này mới say sợ như thế nào nhưng mà ok đó kinh nghiệm về mấy đàn công nghệ rồi thiệt luôn hết trời họ gọi để xét các mặt tiếng chim phải không mà khách chờ cũng chả nói gì thì giờ khách mà đang gọi mà xong cái nhảy vô người khác á khách không nói gì đứng dậy vẫn vui vẻ bình thường vẫn như cái tấy cái tấy ra nếu đó học có làm thì là mỗi hồ cuộc sống với con người luôn đâu có phải bả khách kia mà chỉ là uống khách luôn uống khách kìa uống khách thiệt kìa xong tối đó chị thấy Hương chạy ngang ồ lại mày mấy giờ mới về mà chín giờ mấy á con đi mô thấy chạy ngang đó không phải đâu
phải xe máy đi. Đây đi rút xa bên kia bà ơi. Nhanh vậy mà. Sạc cánh cả nhánh. Phải như cái cục sạc đó sạc trong mô rồi đó. Lúc tối là tập 6 quay luôn. Được, rút ra đi. Gần bây giờ lại tập hay bao luôn. Bao luôn. Thầy số chứ không có bố người đưa. Thầy có bạn đi thầy. Có. Có. Thầy có gì? Thầy đi không?
con nữa. Vừa đâu? Mình thấy ông vừa thử đúng không? Vừa đâu chưa? Thank you.
rồi lấy cá đi lạnh nè. Đa sọt, đa sọt. Nhớ thuốc gì đâu gì? Cảm. Cảm, đúng rồi, nhớ thuốc đầu hầu. Uống phơi vô một tạ lên. Đi đi mua rồi hả, mình đọc đi đi vui rồi mình làm cái cánh mà 15.000 cái cánh. Yeah.